Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bắt anh em Giang Hồ Thủy Tơ cầm đầu băng nhóm trộm cướp liên tỉnh. Hai anh em Giang Hồ Thủy Tơ và Sinh Tơ được xem là cầm đầu một băng cướp liên tỉnh đã bị công an thành phố Thái Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình bắt, giữ. Vào ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, phối hợp với cảnh sát cơ động tỉnh này triển khai các lực lượng, Tổ chức 12 mũi đột kích truy bắt băng trộm liên tỉnh được cho là do anh em ruột đối tượng giang hồ cộng cán ở Thái Bình là Hoàng Xuân Thủy, sinh năm 1978, thường gọi là Thủy Tơ và Hoàng Xuân Sinh, sinh năm 1980, thường gọi là Sinh Tơ cầm đầu. Cụ thể, một mũi công an đã đột kích bất ngờ ập vào ngôi nhà của Hoàng Xuân Thủy ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình. Khi thấy lực lượng chức năng, Thủy Tơ manh động dùng kiếm để chống trả nhưng nhanh chóng bị khống chế một mũi tấn công khác ập vào nhà của hoàng văn sinh ở trong chợ quang trung thuộc phường quang trung thành phố thái bình lực lượng chức năng đồng thời bắt giữ hàng chục nghi phạm khác là đàn em thân tín của anh em thủy tơ theo thông tin ban đầu trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình cơ quan công an xác định băng nhóm do thủy tơ cầm đầu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh thái bình và một số tỉnh ở phía bắc được biết trước khi bị bắt thủy tơ đã có nhiều tiền án tiền sự trong khi bị vây bắt đối tượng đã dùng kiếm chống trả tấn công lại cảnh sát Quá trình khám nhà đối tượng, công an thu giữ nhiều tăng vật trộm cắp cùng nhiều gói nghi là ma túy được cất giấu trong một chiếc vali. Hiện công an thành phố Thái Bình đang khẩn trường điều tra vụ án.